Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda City phiên bản L. Phiên bản cũng được rất nhiều người quan tâm lựa chọn về cái dòng xe City mà trong video ngày hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2023. Đâu đó còn khoảng tầm 17 ngày nữa, 18 ngày nữa là kết thúc giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho những chiếc xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Trong đó có chiếc xe Honda City phiên bản L này. Bản L của City thì ở trong phân khúc sedan cỡ B, nó sẽ cạnh tranh với VSG, nó sẽ cạnh tranh với cả Hyundai Accent phiên bản đặc biệt anh chị ạ. Bản này thì bên phía Honda đang có mức giá niêm yết là 589 triệu đồng. Bản này tại thời điểm này giảm giá về tiền mặt là 50 triệu dành cho quý chị các bạn, tặng một cái gói phụ kiện 40 triệu đồng nữa nhé. 50 triệu đồng tiền mặt, 40 triệu đồng tiền phụ kiện. Giá bán 589 trừ 50 còn 539 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của City L là 571 triệu, ở Hà Nội là 597 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 591 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 571, Hà Nội là 597 và thành phố Hồ Chí Minh là 591 theo phương án trả thẳng. Mức giá bán còn lại như thế này, lăn bánh như thế này bằng với mức giá của chiếc xe Vios phiên bản G anh chị ạ. Và mức giá này nếu như so với City Leo đặc biệt thì nó cũng cao hơn, so với cả Hyundai Accent đặc biệt thì cao hơn 30 triệu anh chị ạ. Cái chính là chúng ta cân đối theo kiểu dáng thiết kế, không gian và thương hiệu nào thôi. Quay lại với mức giá thì trả góp của City L này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 140 triệu mang xe về, Hà Nội tối thiểu là 166 và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 160 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 140 này, Hà Nội là 166 và thành phố Hồ Chí Minh là 160 anh chị nhá. Trước mắt quý vị các bạn đó là City L phiên bản màu xanh. Nhân tiện video này mình xin phép là giới thiệu cập nhật những cái thông số kỹ thuật, những cái đặc điểm về tính năng an toàn tiện ích của bản L này dành đến với những anh chị khách hàng lần đầu tìm hiểu, để chúng ta xem rằng với những cái trang bị trên này so sánh ở trong phân khúc mà đang được giảm giá sâu thế này, lựa chọn chiếc xe này có ok hay không nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm về phần ngoại thất của xe. Phần mặt ca lăng của phiên bản L thì kiểu dáng thiết kế thì nó vẫn theo ngôn ngữ thiết kế chung của bên Honda thôi. Vẫn có một cái miếng chrome to bản chạy ngang như thế này, đúng không ạ? Nhìn rất là nổi bật. Logo của Honda vẫn được ốp mạ chrome sáng bóng. Bên dưới cái bên dưới này thì có những cái thanh lan ngang nhưng mà nó lại chia cắt ra, nhìn tương đối là tinh tế và đâu đó nó có đặc điểm sang trọng hơn so với cả cái mẫu cũ. Phần công nghệ đèn trang bị cho phiên bản L này vẫn là đèn bi halogen cho ánh sáng màu vàng. Nhưng mà đặc điểm nâng cấp của nó là có đèn pha tự động thích ứng thông minh rồi, có thể tự động điều chỉnh pha cốt anh chị nhé, tự động điều chỉnh pha cốt. Bản L này thì nó sẽ không có đèn gầm anh chị ạ. Bên dưới cái lưới tản nhiệt này cũng là những cái thanh nan ngang sơn nhựa màu đen chia cắt ra, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nếu các bạn mà muốn nâng cấp cái đèn gầm lên thì cũng được, nó có cái lỗ chờ kia rồi. Nâng cấp đèn gầm lên để chúng ta, nếu chúng ta đi đường trời sương nhiều thì chúng ta có thể nâng cấp, hoặc không thì thôi, tùy anh chị. Tiếp theo nữa là sang cái phần sườn xe này thì cái la răng của phiên bản L thì la răng của nó là mâm hợp kim nhôm nhá. Nhìn cái phần la răng này thì cơ bản là nó vẫn giữ kích thước là 16 inch, cả bốn bánh của nó bây giờ sẽ là đều là phanh đĩa hết. Cả bốn bánh đều là phanh đĩa rồi. Ngày trước thì hai trước là phanh đĩa, hai bánh sau là phanh tăng trống, nhưng bây giờ cả bốn bánh của bản L đều là phanh đĩa. Đấy, tiếp theo nữa là phần gương chiếu hậu thì là gập điện chỉnh điện, có tích hợp sinh ra trên gương, nhưng mà phần gương này vẫn chưa phải là cục gương tự động anh chị nhé. Anh chị chúng ta muốn độ lên cục gương tự động thì cũng được. Phần tay nắm cửa thì vẫn có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key ở cả cửa chính, cả cửa phụ, và được sơn cùng màu thân xe. Đấy. Với chiếc xe Honda City này thì cái phần tay nắm cửa này mình nghĩ là các bạn không nên ốp chrome vào, nhìn nó không đẹp bằng để nguyên như thế này, nhìn đẹp hơn. Đây này, bánh sau của nó bây giờ là phanh đĩa rồi nhá, không phải nan tan như thời điểm trước. Thời điểm trước thì mua chiếc Honda City thì ưng rồi, thiết kế ưng rồi, nội thất, ngoại thất, không gian ưng rồi. Nhưng có mỗi cái phanh đằng sau nào là phanh tăng trống thì chúng ta lại không ưng, nên là rất khó quyết định. Nhưng bây giờ thì có lẽ là dễ hơn. Bây giờ chúng ta chỉ có lan tan về với phần giá để quyết định thôi, đúng không ạ? Phần đuôi sau của Honda City thì vẫn là ngôn ngữ thiết kế như vậy, vẫn đèn hậu phía sau, vẫn là một cái giải đèn LED, khi mà đi trời tối thì nó sẽ nhìn đẹp hơn. Chữ City này, đúng không ạ? Logo của Honda được ốp mạ chrome đặc trung tâm, bên dưới thì có camera nuôi. Vẫn như vậy thôi, không có cảm biến lùi cho tất cả các phiên bản của Honda City anh chị nhá. Chúng ta muốn nâng cấp lên cảm biến lùi thì cũng được, nhưng mà theo mình nghĩ thì cũng không nhất thiết phải cần, vì đã có cam lùi rồi anh chị ạ. Đấy, không gian cốp bên trong thì vẫn là rộng rãi thoải mái để nhiều đồ anh chị nhá.
Cái cảm biến lùi thì nhiều khi là một vài đại lý hoặc đại lý của mình tùy từng thời điểm vẫn có thể tặng thêm anh chị nhé. Cái này chúng ta có thể độ thêm rất là đơn giản thôi. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể để ý này, ở phần đuôi sau này, cái giải LED nhé, đây này, cái giải LED này này, khi mà trời tối thì nó sẽ sáng. Đèn của cái dòng xe Honda City này đi trời tối nhìn cũng tương đối là nổi bật. Máy vẫn là 1.5 thôi, hộp số tự động vô cấp CVT, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, ngang với cả chiếc xe Toyota Vios thôi. Cung đường kết hợp là 5,6 lít, cung đường ngoài đô thị là 4,7 lít anh chị nhá. Đúng ạ, rất là tiết kiệm nhiên liệu với hộp số tự động vô cấp. Máy có 1.5, công suất của Honda City là 119 mã lực. Đấy, tại 6.600 vòng trên 1 phút. Phần nội thất của Honda City phiên bản N này nâng cấp rất nhiều so với cả cái phiên bản mẫu cũ. Đầu tiên là về cái màu sắc của cái nội thất này, đúng không ạ? Có vừa màu đen, có vừa màu đỏ nâu, nâu đỏ, đúng không ạ? Nhìn nó, mình thấy phần nội thất của bản L này có khi nhìn còn đẹp hơn cả cái phiên bản RS cơ. Bản RS có một màu thôi, nhưng bản L này thì có cả cái màu nâu đỏ nữa. Ghế thì bây giờ nó là ghế bọc da rồi nhá, nó không phải là ghế nỉ như phiên bản trước nữa. Ghế bọc da, đúng không ạ? Đây này, ghế này thì điều chỉnh cơ thôi, tất cả các phiên bản đều là điều chỉnh cơ. Ghế bọc da rồi, chúng ta không phải bọc lại nữa, ngồi đâu đó nó cũng sạch sẽ hơn. Vô lăng bọc da 3 chấu, những cái đường khâu mũi chỉ màu đỏ. Đấy, bản RS thì là khâu chỉ màu đỏ, bản L này thì khâu chỉ màu trắng, mình nhầm một chút. Trên vô lăng thì vẫn tích hợp điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh đàm thoại, rảnh tay, đúng không ạ? Nhưng mà đây này, có cảnh báo lệch làn này, hỗ trợ giữ làn này, rồi là Adaptive Cruise Control, đúng không ạ? Giữ khoảng cách với cả xe phía trước, rất là hay. Đèn pha tự động thích ứng thông minh, không phải đèn pha tự động nữa mà có cả thích ứng thông minh, tự động điều chỉnh pha cốt. Cái phần này đây là cái cửa gió điều hòa vị trí người lái, bên dưới này nút tắt bật hệ thống chống trơn trượt anh chị nhá. Bản L này này nó còn nâng cấp thêm, nó có cả thể có cả lẫy chuyển số trên vô lăng nữa cơ. Phiên bản trước, mẫu trước thì không có, có cả đèn nổ từ xa nữa cơ. Đấy, một vài những cái nâng cấp, đèn nổ từ xa, lẫy chuyển số trên vô lăng. Màn hình giải trí thì vẫn là theo nguyên xe thôi, to bản, dễ sử dụng, dễ dùng. Điều hòa trung tâm của xe, điều hòa vẫn là điều hòa bản L này nhá, là điều hòa tự động này, có chế độ Max Cool, đưa về nhiệt độ lạnh một cách nhanh chóng nhất. Đấy, bên dưới này chúng ta sẽ có cái cần đi số này, dạng thẳng đứng, đúng không ạ? Bọc da, hộp số tự động vô cấp, có chế độ Econ, đó là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà theo mình, các bạn đi đường trường, đường dài thì hãy bật chế độ Econ. Thế còn đi đường trong phố mà cứ bật chế độ Econ có khi còn không tiết kiệm bằng, anh chị ạ. Bệ tì tay cũng được bọc da rồi, anh chị nhá. Đấy, phanh tay là cơ. Đây này, cái màu nâu đỏ này nhìn rất là đẹp. Nó là cái điểm nhấn trong toàn bộ một cái không gian nội thất mà chủ yếu là màu đen, đúng không ạ? Bản RS của nó là màu đen nhé, hoàn toàn màu đen, nhưng bản này thì có phần táp ly cửa này, bọc da này, màu nâu đỏ, nhìn khá là hay. Những cái nút bấm lên xuống kính tự động một chạm này, rồi là đóng mở khóa cửa này, đóng mở cụp gương này. Bản này thì có cụp gương điện rồi, nhưng chưa có cụp gương tự động. Anh chị chúng ta có thể lắp thêm, độ thêm cái cụp gương tự động. Khi chúng ta khóa xe nó tự động cụp gương lại thì đâu đó hình như trong hãng có thời điểm vẫn có thể tặng, tại đại lý của mình cũng vậy thôi. Nếu anh chị chúng ta quan tâm thì hãy cứ gọi điện theo cái số online ở góc trái màn hình này, có thể tặng những cái phụ kiện rất là cơ bản anh chị nhé. Không gian hàng ghế thứ hai của Honda City cả ba phiên bản thì y nguyên như nhau, và nó sẽ là ưu điểm rộng rãi, thoải mái, kể cả độ ngả lưng cho đến cái khoảng cách từ đầu gối đến hàng ghế phía trước. Có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai nha. Ngồi ở hàng ghế thứ hai của Honda City nhìn ngồi rất là sướng luôn anh chị ạ, vì nó rộng, nó thoáng, đi đường trường đường dài ngồi nó sướng, nó đỡ say anh chị ạ, ngồi nó rộng, cơ bản là như vậy, ngồi rất là thích. Đó là ưu điểm của Honda City so với những dòng xe ở trong cùng phân khúc. Bệ tì tay hàng ghế thứ hai cũng là màu nâu đỏ và nó cũng là bọc da anh chị nhé. Trên đó là cái mức giá của Honda City phiên bản L, cũng như là Top Car VN giới thiệu những đặc điểm về thông số kỹ thuật mẫu model mới nhất của bản L này. Nếu anh chị chúng ta đang quan tâm, đang cần tìm một chiếc xe rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng thiết kế cơ bản rất là thuận mắt như thế này, thì hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Miền Bắc thì nhờ quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.